Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về tình hình bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay, ở các điểm nóng đang có dấu hiệu leo thang tới một cái mức độ đó là nguy hiểm hơn. Có 3 điểm nóng lớn nhất trong bối cảnh hiện tại đang nguy cơ tạo ra một xung đột ở diện rộng trên thế giới. Đông Âu là câu chuyện Nga-Ukraine, Trung Đông là câu chuyện toàn bộ cộng đồng Hồi giáo với Israel, Mỹ cùng với Anh. Và ở tại Đông Bắc Á, khi mà Triều Tiên đã chính thức khai hỏa tới 200 quả đó là đạn pháo về phía đảo của Hàn Quốc áp sát với biên giới của Triều Tiên. Đây rõ ràng là một lời thách thức đối với Mỹ cùng với Hàn Quốc, được coi là một động thái thử lửa của Mỹ và đồng minh. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong hơn một năm qua, Triều Tiên cũng đã có những phản ứng ăn miếng trả miếng rất là nhiều. Nhưng mà Hàn Nhật cùng với Mỹ đã liên tục tập trận quy mô lớn bắn đạn thật, bao gồm cả hạm đội tàu ngầm, rồi thì pháo đài bay. Tất cả những yếu tố đấy nó đều đe dọa để áp lực đối với Triều Tiên. Và điều hiển nhiên là Triều Tiên cũng không thể chấp nhận những hành động hung hăng, leo thang căng thẳng đến từ Mỹ và Hàn Quốc được. Không thể chấp nhận điều đó. Câu chuyện ủng hộ chiến tranh chắc chắn không ai ủng hộ. Nhưng mà kẻ đang tạo ra chiến tranh ở trên toàn cầu ngày hôm nay thì chúng ta đều thấy bàn chân của Mỹ bước tới đâu thì nơi đó có xung đột, nơi đó có bất ổn và nơi đó chắc chắn có chiến tranh. Chưa có một dấu chân của Mỹ nào đi mà lại không có chiến tranh cả. Ở khu vực Đông Bắc Á, Mỹ vẫn còn có một đồng minh. Và bây giờ Đông Bắc Á chúng ta thấy điểm nóng ở tại Myanmar. Vậy là đồng minh của Mỹ ở đâu? Bàn chân của Mỹ ở đâu? Cơ sở đồn trú quân sự của Mỹ ở đâu? Thì chắc chắn ở đó nó có chiến tranh. Vì đó là cơ sở tốt nhất để chính quyền Mỹ duy trì cái mức độ chi tiêu quốc phòng lớn nhất trên thế giới. Và nó làm phục vụ cho cái hệ thống. Nó chính là yếu tố để phục vụ cho hệ thống tham nhũng ở tại Mỹ. Như con số báo cáo mới nhất ở tại Hoa Kỳ đấy, trong vòng 10 năm thì quốc phòng của Hoa Kỳ mới chi tiêu khống có 6,5 ngàn tỷ USD thôi, tương đương với gần 200 triệu tỷ Việt Nam, gần 200 triệu tỷ Việt Nam. Nó là con số khổng lồ, không phải con số nhỏ. Thế thì đến ngày hôm nay, bản thân phần còn lại của thế giới, Nga và Trung cùng BRICS không thể khoanh tay đứng nhìn để cho Mỹ tự tung tự tác đơn phương áp đặt an ninh kinh tế chính trị cho toàn cầu, gây áp lực đối với thế giới được nữa. Và ở tại Liên Hợp Quốc, chúng ta thấy là con số mới nhất là đã có 1/3 quốc gia tham gia vào quá trình phi đô la hóa. 1/3 quốc gia rồi. Và khi BRICS nó nở rộ trong năm 2024 này thì con số này nó còn tăng lên nữa. Nó tăng lên không phải chỉ đơn thuần là các thành viên của BRICS tăng lên, mà các thành viên của BRICS tăng lên, nó nắm giữ về thị trường tiêu thụ, nó nắm giữ về tài nguyên thiên nhiên. Đây là hai yếu tố quan trọng để BRICS hoạt động với phần còn lại của thế giới, cũng sẽ thực hiện đó là phi đô la hóa. Các quốc gia ở bên ngoài BRICS làm ăn giao lưu cùng với lại các quốc gia BRICS, đương nhiên nó thực hiện trên con đường là phi đô la hóa rồi. Không thể khác được. Thế thì câu chuyện ở tại Đông Bắc Á là một dấu hiệu để cho thế giới nhìn nhận Mỹ có hai đồng minh tuyệt vời là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Và cũng ở hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, gọi là bờ Đông và bờ Tây của nước Mỹ, thì đều có những căn cứ quân sự và đồng minh khổng lồ để tạo ra thế gọng kìm bóp nghẹt cả thế giới này. Và đối xứng với cái gọng kìm đấy không ai khác chính là Liên bang Nga và Trung Quốc. Nga có một địa thế về chính trị kéo dài từ bờ Đông nước Mỹ cho tới bờ Tây của nước Mỹ, ôm trọn vòng tròn kinh tế của Á Âu. Và ngày hôm nay cả hai đồng minh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương của Mỹ đều bị đe dọa sự sụp đổ và gãy về cán cân an ninh quyền lực của nước Mỹ. Thế thì sau khi mà bản thân Triều Tiên ấy, phóng 200 quả đạn pháo về phía đảo, điểm đảo áp sát đến biên giới của Triều Tiên, điểm đảo đấy là của Hàn Quốc đấy, áp sát đến biên giới của Triều Tiên, thì Hoa Kỳ cũng đã có phản ứng
Nhưng có lẽ phản ứng rất nhẹ nhàng. Phản ứng từ Hoa Kỳ rằng là kêu gọi Triều Tiên hãy kìm chế, không dám hung hăng. Nếu trước đó thì bản thân Mỹ đưa ra những thông điệp cực kỳ hung hăng, là sẵn sàng hủy diệt Triều Tiên, sẵn sàng đánh đòn phủ đầu Triều Tiên, sẵn sàng xóa sổ giới lãnh đạo của Triều Tiên, của Bình Nhưỡng. Nhưng đến ngày hôm nay bản thân Triều Tiên khi thực sự đã khai hỏa thì Hoa Kỳ bắt đầu dịu giọng. Vấn đề dịu giọng của Hoa Kỳ thì đồng minh của Mỹ là Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản tự biết bản thân mình vào thế như thế nào. Một là ngoan, hai là sẽ được một đập ăn quan đến từ Triều Tiên thôi. Một đập ăn quan đến từ Triều Tiên thôi. Còn ở khu vực Trung Đông ngày hôm nay thì theo nguồn tin từ Politico ấy, đưa tin thì Hoa Kỳ cũng đang có động thái là mở rộng cuộc xung đột ở tại giải Gaza. Cũng chỉ là một lời hù dọa thôi. Nó chỉ là một lời hù dọa thôi. Chứ bản thân Hoa Kỳ sẽ không bao giờ dám đơn phương độc mã trực tiếp tham chiến với một quốc gia nào đó, dù là nhỏ hay là bé. Bao giờ cũng phải huýt chó bụi rậm trước. Vì thế kỷ 21 bây giờ nó không đơn thuần như trước đây nữa. Đó là cuộc chơi của hạt nhân, đó là cuộc chơi của công nghệ, chứ không phải là câu chuyện anh có nhiều vũ khí, anh có nhiều liên minh thì anh có thể bụp quốc gia nào cũng được. Nó không còn cái kiểu đấy nữa. Đụng vào Trung Đông, muốn gì thì muốn. Hoa Kỳ cũng phải nhìn vào Nga, nhìn vào Trung, và qua bàn tay của Iran, và qua bàn tay của Yemen. Thì phương Tây hợp thể tự biết rằng có nên đụng thổ hay không. Trong khi đó những hành động của Mỹ, Anh và châu Âu cùng Israel ở tại Trung Đông là đi ngược lại luật pháp quốc tế, đang tạo ra thảm họa nhân đạo mà nhân loại không thể chấp nhận được. Đó là vấn đề Trung Đông ngày hôm nay cực kỳ là căng thẳng, đe dọa leo thang trong khu vực. Và hiển nhiên là bản thân Hoa Kỳ cũng lo ngại điều này, đưa ra lời hù dọa về thôi, chứ cũng nghe ngại lắm chứ. Chẳng qua cũng chỉ chơi là trò chơi là gì, hỗ trợ cho một quốc gia nào đó đổ máu để bảo vệ quyền lợi của Mỹ thôi, để Mỹ không nhảy cuộc chơi thôi. Thế còn về các lệnh trừng phạt, về việc phong tỏa tài sản của ngân hàng trung ương Nga, thì chúng ta biết rằng là bản thân Hoa Kỳ, bản thân châu Âu nhiều lần đề xuất là tịch thu tài sản đấy để viện trợ cho Ukraine về việc tái thiết Ukraine đấy. Thế thì đến ngày hôm nay Hoa Kỳ bắt đầu lại hứa, chúng tôi hứa và cam kết sẽ chuyển giao tài sản phong tỏa của Nga cho Ukraine. Chúng tôi hứa và cam kết điều đó. Hứa nó chán lắm, hứa nó chán lắm, hù dọa rồi nó chán lắm. Nó hành động mới là quan trọng, có dám hành động không mới là quan trọng. Và Nga bây giờ cũng đang chờ đợi một phương Tây tập thể hãy hành động đi, hãy tịch thu tài sản của Nga đi, hãy chuyển giao cho Ukraine đi. Bản thân Nga chỉ chờ đợi điều đấy thôi. Nga có thể mất 300 tỷ đô nhưng khiến cho Hoa Kỳ và phương Tây tập thể mất hàng chục nghìn tỷ đô la, bởi vì nó sẽ tạo ra một động cơ đủ lớn mạnh để thúc đẩy vết dầu loang về việc phi đô la hóa và phi euro hóa toàn diện, thúc đẩy thành lập lên một ngân hàng mới, một đồng tiền tệ mới với những cổng thanh toán mới trên thế giới, thì khiến cho cả Mỹ và Âu mất hàng ngàn tỷ chứ. Nga có thể hy sinh 300 tỷ đô vì thế giới, và phương Tây tập thể sẽ mất hàng ngàn tỷ đô, thậm chí là sụp đổ toàn diện về hệ thống tài chính và kinh tế. Chứ không phải là hứa mới là cam kết là tịch thu tài sản của Nga viện trợ cho Ukraine mà được đâu. Gần 2 năm trôi qua với những gói viện trợ khổng lồ, chứ không phải là ít, hơn 200 tỷ đô với 54 quốc gia hỗ trợ Ukraine để chiến đấu với Nga. Hàng trăm vệ tinh quân sự và thương mại các kiểu của đà điểu cùng giám sát và hỗ trợ cho Ukraine để tấn công vào Liên bang Nga. Sử dụng một cỗ máy truyền thông khổng lồ lớn nhất trên thế giới để tuyên truyền nhằm bao vây Nga về mặt dư luận, lôi kéo dư luận. Nhưng tất cả đều gì? Ngã gục, đều thất bại. Thế thì nhiều người cứ bình luận và chia sẻ rằng nghe Vũ Quang bình luận thì Liên bang Nga là một quốc gia siêu cường quân sự, siêu cường hạt nhân, là một quốc gia rất là mạnh mẽ và anh hùng. Vậy mà đánh một quốc gia rất nhỏ bé như là Ukraine, nó chỉ bằng 1/10 Liên bang Nga thôi mà đánh mãi không thắng. Đã bao giờ Nga nói rằng là Nga đánh Ukraine đâu? Chưa bao giờ Nga nói Nga đánh Ukraine cả. Bởi vì nếu như kẻ thù của Nga thực sự là Ukraine thì Ukraine trở thành bình địa rồi.
Báo cáo mới nhất từ Bộ Phòng Nga cho biết 54 thằng trong cái bầy đàn phương Tây đang đánh nhau với Nga ở tại Ukraine với khoản viện trợ là 203 tỷ USD, với hàng trăm vệ tinh thương mại và vệ tinh quân sự đồng loạt hỗ trợ cho Ukraine nhằm chống lại Nga. Và Nga chỉ rất rõ kẻ thù của Nga là ai. Kẻ thù của Nga không phải Ukraine, kẻ thù của Nga là phương Tây, kẻ thù của Nga là những kẻ mà khiến cho Nga muốn Nga thất bại chiến lược. Đó là kẻ thù của Nga. Trên đất nước Ukraine thì hôm nay là Nga chiến đấu với NATO. Con số biết nói nữa đưa ra là 5.900 binh sĩ lính đánh thuê đến từ châu Âu, đến từ Hoa Kỳ và đến từ một số quốc gia khác ở châu Á, châu Phi đang chiến đấu ở tại Ukraine đã bị đăng xuất. Đó là minh chứng rõ nhất cho việc là Nga đang chiến đấu với ai ở tại Ukraine ngày hôm nay. Chứ bản thân Ukraine có gì đâu mà chiến đấu. Đến ngày hôm nay chúng ta biết là từ cái việc tiền để vận hành chính phủ, trả tiền lương hưu, cho đến tất cả các viên đạn, thậm chí là quần xịt cho binh sĩ của Ukraine cũng đến từ Mỹ và Âu. Chứ bản thân Ukraine ngày hôm nay có tự chủ được cái gì đâu. Hoàn toàn không tự chủ được một cái gì cả. Đó là các vấn đề mà chúng ta thấy nó rất nóng và căng thẳng. Và hiển nhiên gần đây thì Nga bắt đầu triển khai một loạt các loại khí tài hiện đại chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Như là chuẩn bị ở hạm đội Biển Đen, gần 10 tàu mang tên lửa sẵn sàng tại Biển Đen rồi. Các máy bay ném bom chiến lược cũng trong trạng thái sẵn sàng để cất cánh. Một số loại xe tăng chủ lực cũng bắt đầu được đưa chiến trường. Còn Ukraine làm gì trong ngày năm mới? Năm ngày đầu tiên trong năm mới, Ukraine rất tích cực trong việc tấn công tên lửa UAV vào khu vực biên giới của Nga, rồi vào bán đảo Crimea. Nhưng nếu như cái đợt đầu tiên thành công ấy, ngày 1, ngày 2 đấy, thành công ở vụ Belgorod, từ đó cho đến ngày hôm nay, các cuộc tấn công tên lửa cùng với lại UAV của Ukraine vào biên giới của Nga, vào bán đảo Crimea đều bị Nga đánh chặn thành công. Nó không còn có hiệu quả nữa. Và chính cái hành động đó nó càng thúc đẩy để Nga biến Ukraine trở thành một bãi chiến trường đổ nát toàn diện, càng làm cho thế giới ủng hộ cho Liên bang Nga hơn. Và nó càng thể hiện sự bất lực của lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay. Họ đang cố gắng để tạo ra một tiếng vang nhằm lôi kéo được dư luận, nhằm tìm kiếm được thêm nguồn viện trợ. Nhưng tất cả mọi hành động đó, phương Tây tập thể đã đưa ra một thông điệp: không có gì là tin tưởng với báo cáo kết quả đến từ Ukraine cả. Trong đó báo cáo đánh chặn được tên lửa Kinh Rồ, và gần đây còn đưa thông điệp là đánh chặn 100% tên lửa Kinh Rồ. Nhưng chính Hoa Kỳ bác bỏ rằng chúng ta không có cơ hội để đánh chặn được tên lửa Kinh Rồ. Thậm chí là một nghị sĩ, một thượng nghị sĩ, đó là Rod Ricker, người đã có một cái cuộc họp và chia sẻ công khai rằng hệ thống phòng không, an ninh quốc phòng của Mỹ ngày hôm nay không thể đánh chặn được hệ thống tên lửa siêu thanh, hệ thống tên lửa răn đe hạt nhân của Nga, không thể đánh chặn được. Và cũng tuyên bố rằng là Nga có khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến hơn Mỹ rất là nhiều lần, đi xa trước đó là Hoa Kỳ hàng chục năm. Đó là thừa nhận đến từ phương Tây. Phương Tây chưa giờ dám tin tưởng là Patriot có thể đánh chặn được tên lửa Kinh Rồ. Hoa Kỳ đang nghi ngờ về điều đó. Và đương nhiên Nga không kèm bình luận những thông tin mới đây của Kiev nói rằng đánh chặn được 10 tên lửa Kinh Rồ. Nga đâu quan tâm nữa đâu. Nếu trước đây Nga đã từng bác bỏ rằng toàn bộ tên lửa mà Ukraine đang sở hữu do ông Tây viện trợ không thể đánh chặn được tên lửa Kinh Rồ của Nga, mà chỉ có tên lửa hệ thống phòng không của Liên bang Nga mới có thể đánh chặn được, đó là S-500, đó là S-500 thì mới có thể đánh chặn được. Bởi vì tên lửa S-500 ấy, nó có tốc độ bay là siêu vật âm với trần bay đâu đó khoảng 20 km, hay là 32 km, đúng không? Tôi nhớ chính xác lắm, nhưng mà ở cái trần bay là cực kỳ cao. Cho nên cái câu chuyện mà bản thân Ukraine đưa tin về cái việc mà đòi đánh chặn được tên lửa Kinh Rồ đến Hoa Kỳ còn chả dám tin,
Thế thì còn câu chuyện trong nội bộ Ukraine như thế nào? Nội bộ Ukraine ngày hôm nay thực sự rất đau đầu. Hiện tại bây giờ là cựu cố vấn và trợ lý của Tổng thống Zelensky, là ông Arestovych. Trong vòng phạm vi từ tháng 11 cho đến bây giờ, liên tục đưa thông tin công kích trực tiếp vào NATO, vào phương Tây, vào chính quyền ông Zelensky. Và ủng hộ cho phát biểu của ông Zelensky khi nói rằng cuộc phản công đang đi vào bế tắc. Và gần đây ông Arestovych còn đưa ra một lời kêu gọi là Kiev cùng với một câu: hãy đoàn kết và cùng chống lại phương Tây và kiện phương Tây. Vậy là bản thân ông Arestovych này đang tạo ra một tiếng vang, và có thể nói rằng ông ta đang nắm giữ một hồ sơ rất quan trọng. Mỹ và châu Âu đang thực hiện ở tại Ukraine nhằm chống lại dân tộc Ukraine và chống lại dân tộc Nga và Belarus, một số dân tộc khác. Tức là bản thân ông ta phải nắm giữ một hồ sơ rất quan trọng bí mật về các hoạt động của NATO ở tại Ukraine. Thì bản thân ông Arestovych mới nói rằng Nga và Ukraine cần đoàn kết để kiện phương Tây chứ. Kiện thì phải có dữ liệu để kiện, có đúng không anh chị? Thế thì kèm theo đó là ngày hôm nay thì bản thân ông Arestovych lại đưa ra một lời tuyên bố tiếp tục gây chấn động cả Đông Âu, chấn động cả phương Tây. Ukraine không được chào đón ở NATO và EU, không được chào đón ở NATO và EU. Trong khi ông Arestovych này là người ủng hộ trong cái chính sách của ông Zelensky là chống lại Nga, nhưng ông cũng chính là người dự báo cho một cuộc chiến tàn khốc giữa Nga và Ukraine trên con đường gia nhập NATO. Và trong cuộc chiến hiện tại, nếu như trong giai đoạn đầu từ năm 22 sang năm 23, ông Arestovych cũng rất ủng hộ cho phương Tây tập thể, ủng hộ cho ông Zelensky trên con đường chống Nga một cách quyết liệt. Tuyên bố là sẽ đưa biên giới Ukraine về năm 1991 cơ mà. Tuyên bố là bác bỏ tất cả mọi việc không đàm phán làm theo gì với lại Liên bang Nga cả. Vậy mà đến ngày hôm nay, bản thân Arestovych quay 180 độ, khiến cho cả phương Tây tập thể cũng không dám bình luận về những tuyên bố của ông Arestovych này. Ông Arestovych lập luận rằng đất nước nên nhận ra thực tế và bắt đầu phát triển theo hướng riêng của mình. Ông Arestovych nói rằng Kiev nên ngừng tự hạ nhục bản thân và chấm dứt ảo tưởng rằng nước này sẽ sớm gia nhập EU và NATO. Chấm dứt ảo tưởng. Cựu trợ lý Tổng thống Zelensky đã đưa ra nhận xét này trong buổi phát sóng chung với lại một nhà báo. Trong đó bình luận về quyết định của Hội đồng EU vào tháng 12 về việc bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập khối. Ông nói, cho dù chúng tôi có muốn gia nhập NATO và EU đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không được chào đón ở đó. Và Ukraine cần nhận ra về việc này để xây dựng con đường riêng cho mình và chấm dứt sự ảo tưởng trên con đường gia nhập EU và NATO. Tại sao ông Arestovych lại có thể thay đổi lớn như thế này được? Những gì mà ông Arestovych đang chia sẻ thể hiện rõ ràng là thân Nga rồi, thể hiện rõ ràng là cần quay trở về với lịch sử rồi, thể hiện lựa chọn con đường tốt nhất cho nhân dân Ukraine ngày hôm nay là quay trở về với Nga rồi, không phải con đường là Tây tiến nữa, mà con đường Đông tiến. Arestovych nhận xét rằng cái giá phải trả cho khả năng Ukraine gia nhập NATO cũng là khởi đầu cho một cuộc chiến lớn với lại Nga. Đồng thời nói thêm rằng điều tương tự cũng áp dụng cho các quốc gia phương Tây khác. Ông nói phương Tây chưa sẵn sàng ở mức giá này và sẽ không thể trả giá khi mà sẵn sàng đưa Ukraine trở thành thành viên NATO. Vì Nga sẵn sàng hủy diệt toàn bộ phương Tây chỉ trong chớp mắt. Mục tiêu gia nhập một liên minh lớn của Ukraine là không khả thi. Các cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là ngừng tự hạ nhục bản thân, để các vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại sẽ được xử lý ở Kiev, không phải là ở Brussels, Washington hay là Moscow, ông Arestovych nói. Ông lập luận rằng Kiev nên nhận ra một thực tế và bắt đầu phát triển theo hướng riêng của mình, thay vì theo đuổi ảo tưởng đòi lại đường biên giới năm 1991 và gia nhập EU và NATO. Ông cũng trích dẫn đó là Azerbaijan và Israel và Hàn Quốc là ví dụ về các quốc gia không phải là thành viên của liên minh này và đang hoạt động khá là tốt. Quyết định mở các cuộc đàm phán chính thức về việc Ukraine gia nhập EU được đưa ra vào ngày 15 tháng 12 bởi 26 trong số 27 quốc gia thành viên của khối. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, một trong những người phản đối chính việc Kiev gia nhập khối, cho biết là đất nước của ông ấy không muốn tham gia vào quyết định tồi tệ này
và rời khỏi phòng khi một cuộc bỏ phiếu đó là diễn ra. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố vào tháng 9 năm 2022 rằng ông đang đẩy nhanh quá trình nộp đơn xin gia nhập NATO của đất nước, đồng thời tuyên bố rằng là trên thực tế chúng tôi đã tiến vào NATO và yêu cầu được đưa ra một lời mời hợp pháp. Nhưng đến ngày hôm nay, phương Tây thì luôn hứa và cam kết con đường xích lại gần với Ukraine, con đường đưa Ukraine vào NATO. Nhưng mà chưa một quốc gia nào có lời mời chính thức. Arentovic đã cảnh báo trước đây, và sau đó vẫn là một con đường tây tiến của Arentovic, kiên quyết chống lại Nga, bài trừ Nga tới cùng, tuyên bố không có đàm phán với Nga. Vậy mà ngày hôm nay quay 180 độ. Có lời khuyên dành cho chính quyền Kiev là đừng ảo tưởng nữa. Không biết Arentovic hiện tại đang ở đâu như thế nào, nhưng rõ ràng những gì ông ta đang nói đang nguy hiểm cho cuộc sống của ông ta. Vậy sau lời tuyên bố này, chúng ta nghe xem dư luận nói cái gì. Vậy là Lisa này vẫn ở tù, nhưng Andrei thì không này. Đây có thể là thói quen của cảnh sát tốt, cảnh sát xấu để buộc Mỹ phải đưa nhiều tiền hơn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng lời nhận xét của Arentovic là một yếu tố khôn ngoan dành cho Ukraine hiện tại. Arentovic cũng có thể là thực hiện con đường để chạy tội cho bản thân khi gieo rắc nỗi đau cho dân tộc Liên bang Nga trong suốt khoảng thời gian dài. Arentovic vẫn sống và tự do này. Tại sao này? Chà, tôi tin rằng anh ta đã được lệnh cố gắng thuyết phục phía Nga đi đến một thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng Nga không thể tin tưởng phương Tây, không còn tin tưởng nữa rồi. Đây có thể là một chính sách khổ nhục kế đến từ ông Arentovic, đưa ra lời chỉ trích thậm tệ nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và Ukraine và để Nga chủ động bước vào bàn đàm phán. Nhưng mà Nga đã không còn tin tưởng phương Tây nữa. Nga không tin tưởng nữa. Tôi nghĩ có thể đây nó là một trò chơi khổ nhục kế, không gì không xảy ra cả. Chúa ơi, anh chàng này đang nói sự thật. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người Ukraine khác nhấc chiếc cần lên này khỏi mắt và họ bắt đầu nhìn ra sự thật và sau đó bắt đầu nói sự thật với người khác, Đức Quốc xã sẽ nổ tung, có phải không? Và đây sẽ là điều mà thế giới đang chờ đợi. Tôi luôn tin người Nga sẽ làm được này và chấm dứt chủ nghĩa Đức Quốc xã ở tại đó là Ukraine. Hãy nhấc cái cần lên, đang nói về những câu chuyện chính quyền Ukraine đang sử dụng quá nhiều lá đu đủ. Cuối cùng này, người Ukraine này cũng đã sáng ra rằng chúng ta đang được sử dụng và sẽ sớm bị vứt bỏ. Tất cả cũng chỉ là nguyên liệu để Mỹ sử dụng như một quân cờ, nhưng là quân cờ tiêu hao trên một bản cờ chính trị của Hoa Kỳ mà thôi. Xét đến thực tế là cuộc tấn công lớn vào mùa đông, kỵ binh này, cộng bộ binh này sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 1. Tôi nghĩ lực lượng này khổng lồ sẽ tiêu diệt những gì còn lại của quân đội Ukraine vào ngày 13-14 tháng 1 này. Mọi thứ đã không còn tồn tại nữa. Ukraine ngày hôm nay tỉnh ngộ vẫn còn là sớm, trước khi mọi thứ kết thúc ở tại sườn phía Tây. Nga là người bạn tốt nhất mà Ukraine có thể có, nhưng những gì sẽ không thừa nhận điều đó, trong khi có rất nhiều đô la được trao cho họ để từ chối điều đó. Đó là ông Zelensky ngày hôm nay. Trong khi đó phương Tây ca ngợi rằng may mắn thay Ukraine, nhân dân Ukraine đã có một vị tổng thống kiên cường, anh dũng, bất khuất giống như là Zelensky. Kết quả hóa ra là một anh hề đích hiệu, chính hiệu đấy. Bạn đã tự mình đến gặp người Do Thái và bây giờ bạn đang bị bệnh và kiệt sức. Nếu tôi tìm được chìa khóa, tôi sẽ lái xe ra ngoài cảm ơn bạn. Mọi thứ đã kết thúc và chúng ta dừng lại, hoặc người Nga sẽ là người quyết định cho chúng ta dừng lại ở đâu trên đất nước của chính mình. Cơ hội ngày hôm nay cho Ukraine tự chủ là tự đưa ra quyết định riêng cho tương lai, một chính sách riêng như Arentovic đã nói. Hãy chấm dứt ảo tưởng và mơ mộng về một thế giới phương Tây. Người Ukraine phải khôn ngoan trước thực tế rằng tương lai tốt nhất của họ là liên minh với Nga. Họ sẽ là một phần lớn của quốc gia lớn nhất thế giới, giàu có nhất về tài nguyên như dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản, các loại, cộng thêm là 80% của thế giới, như là trái đất đen này. Dân số sẽ có 90% là
là người đó là Slav với nhiều nhóm dân tộc khác có thể hòa nhập tốt ở tại nơi đây. Con đường tốt nhất cho Ukraine là quay trở lại với Liên bang Nga, chứ không phải là ở với Ukraine, ở lại với là phương Tây tập thể. Đây có một tin buồn và gây sốc đối với thế giới phương Tây hay không? Tôi nghĩ là quá buồn, quá sốc. Trong khi đó thì tờ báo của Anh lại bồi thêm một bàn đau đớn nữa, lo sợ nữa cho Ukraine và phương Tây tập thể. Và đây cũng là cái bàn, một cái bàn thua mà người ta đã bàn luận trong suốt năm 2023 này, liên tục được đưa ra. Báo Anh chia sẻ rằng Tổng thống Putin đưa ra tín hiệu về một thành phố chuẩn bị sáp nhập vào Nga. Theo Sky News của Anh, đưa ra dự báo vào năm 2024, Nga có thể tấn công và kiểm soát Odessa và toàn bộ bờ biển đen của Ukraine. Theo Sky News ấy, thì việc phương Tây mệt mỏi vì cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến việc Tổng thống Nga Putin ra lệnh đó là tấn công. Tổng thống Nga Putin gần đây đã nói Odessa là thành phố của Nga. Điều này có thể báo hiệu những kế hoạch dài hạn nhằm kiểm soát toàn bộ bờ biển đen. Đây là vùng có vị trí địa chiến lược quan trọng mà cả hai bên đều tham vọng. Tuy nhiên trong vấn đề này, thời gian dường như đang đứng về phía Tổng thống đó là Putin. Theo dự đoán của Sky News, máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử sẽ tiếp tục có vai trò quyết định trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sky News cho biết là ngành công nghiệp của Nga đang đi trước đối thủ ở khía cạnh này, trong khi Ukraine cần một bước đột phá về công nghệ và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ từ phương Tây. Từ những cơ sở này, Sky News cho rằng xung đột ở Ukraine sẽ không kết thúc vào năm 2024. Cùng chung quan điểm này, cựu sĩ quan tình báo của Mỹ Ritter cho rằng Tổng thống Putin đã không chỉ đơn giản nhắc rằng Odessa là một thành phố của Nga, thành phố được nhắc tên có thể sớm được sự kiểm soát của Nga. Như vậy, một câu có thể vô hiệu hóa mối đe dọa từ Biển Đen của Anh và Mỹ đi vào bán đảo Crimea và chấm dứt toàn bộ thế bành trướng của Mỹ muốn lợi dụng vào Ukraine nhằm chống lại dân tộc Nga. Toàn bộ đều là thông tin bất lợi toàn diện dành cho Mỹ và Âu ngày hôm nay, thực sự là cực kỳ bất lợi. Trong khi đó, một tin buồn hơn nữa và chấn động hơn nữa, tạo ra một mối đe dọa toàn diện cho Ukraine và phương Tây, đó là Nga triển khai 8 tàu tên lửa ở Biển Đen. Ngày 5 tháng 1, Hải quân Ukraine cho biết 8 tàu của Nga có khả năng mang tổng cộng 16 tên lửa đã được triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen. Trong đó có 2 tàu mang tên lửa hành trình Kalib. Ngoài ra còn có một số tàu Nga đồn trú ở biển Arop và 3 tàu nữa ở địa Trung Hải. Trong đó có 2 tàu sân bay, có 2 tàu sân bay đó là Kalibr. Thời gian gần đây thì hạm đội Biển Đen của Nga dường như bị thiệt hại nặng nề trong các cuộc tấn công dữ dội từ phía Nga, đã bị tấn công dữ dội từ phía Ukraine. Theo tạp chí tin tức của đó là Economist của Anh ấy, trong 4 tháng qua lực lượng Ukraine đã tiêu diệt 1/5 hạm đội Biển Đen của Nga. Một sự kiện ấn tượng gần đây nhất là ngày 26 tháng 12, Ukraine phá hủy tàu đổ bộ lớn ở trong khu vực bán đảo Crimea. Trong gần 2 năm chiến tranh toàn diện ở Ukraine, lực lượng của Ukraine đã tiêu diệt 3 tàu đổ bộ lớn của lực lượng xâm lược Liên bang Nga. Và bản thân họ cũng tin tưởng rằng lực lượng tấn công của Nga ở tại bán đảo Crimea đã bị suy giảm rất là trầm trọng. Nhưng hãy luôn nhớ rằng hạm đội Biển Đen của Nga nó là một đối thủ cân xứng với các hạm đội của phương Tây tập thể đấy, chứ không phải đơn thuần giống như Ukraine đưa tin là làm suy yếu được Liên bang Nga đó. Trong khi đó thì Nga tiếp tục khai hỏa vũ khí tấn công vào trung tâm đầu não của Ukraine, khiến mọi thứ đang bị tê liệt trong những ngày gần đây. Nga tuyên bố sử dụng vũ khí chính xác cao và máy bay không người lái tấn công hàng loạt mục tiêu tại Ukraine, bao gồm cả trung tâm đầu não, ra quyết định. Bộ của Nga thông báo cho biết lực lượng vũ trang của Nga đã thực hiện 41 cuộc tấn công theo nhóm và một cuộc tấn công hàng loạt bằng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái vào trung tâm ra quyết định của tổ hợp công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng trọng yếu của Ukraine. Theo Bộ Quốc Nga thì trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1, các cuộc tấn công cũng đã được thực hiện nhằm vào các điểm đóng quân
của các đơn vị quân đội Ukraine, các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê của nước ngoài đều bị tiêu diệt và xóa sổ. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công. Bộ Nga cũng cho biết là 13 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng lực lượng của Nga trong tuần qua, trong đó có 8 người ở khu vực đó là Kupiansk. Theo Bộ Quốc phòng Nga thì lực lượng Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại khu vực Nyman trong một tuần. Tổn thất của đối phương gồm hơn 690 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 2 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 24 xe ô tô và 5 khẩu pháo giã chiến. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ việc này. Ngoài ra, lực lượng vũ trang của Nga tuyên bố ngăn chặn một cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Zaporizhia trong tuần. Nga cho biết là tổn thất Ukraine ở mặt trận này lên tới 350 quân nhân, 1 xe tăng, 15 xe chiến đấu bọc thép, 18 ô tô và 8 khẩu pháo giã chiến. Ở hướng Kherson thì lực lượng vũ trang Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu 225 đó là binh sĩ. Một kho đạn dược của Kiev bị phát nổ. Ngoài ra, quân đội Nga còn hủy 2 xe bọc thép, 28 ô tô, 14 xuồng, 11 pháo và 1 trạm tác chiến vô tuyến điện tử của Ukraine ở hướng Kherson. Mức độ tổn thất và quy mô tấn công lớn của lực lượng vũ trang Liên bang Nga trên chiến trường đang khiến cho Ukraine bị tê liệt. Mà sự tê liệt này nó đến từ Nhà Trắng, nó đến từ châu Âu. Mọi lời cam kết hứa hão đến từ phương Tây tập thể đang được cả thế giới bác bỏ nó. Và phương Tây càng hứa thì càng suy yếu, vì hành động trong bối cảnh bây giờ là không thể. Và họ chỉ chờ đợi một ngày nào đó Nga suy yếu. Nhưng con đường chờ đợi Nga suy yếu nó đã mất tích, không còn trên bản đồ quân sự của nước Mỹ nữa. Và chính nước Mỹ đang lòng vòng trên cái bản cờ thế của Liên bang Nga, ngay như Triều Tiên còn đưa ra lời đe dọa đối với Mỹ và Hàn Quốc. Nói chi là câu chuyện Nga ngày hôm nay. Còn Trung Đông thì đang căng thẳng, đe dọa toàn bộ những gì của Nga và của Mỹ và Anh đang hiện diện tại Địa Trung Hải ngày hôm nay. Kết quả cuối cùng, thế giới phương Tây đã thất bại, thảm hại, chờ đợi Nga suy yếu. Mọi thứ nó quá mờ mịt, không thấy ánh sáng cuối đường hầm. Muốn hay không muốn thì thế giới đơn cực cũng sẽ kết thúc và thế giới đa cực sẽ được mở ra. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.